Lúc bấy giờ trời Đế Thích Bạch, Bạch Thế Tôn như như đại Bồ Tát, gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng bố thí ba la mật đa mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Bạch Thế Tôn, như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thế nên dùng pháp không nội mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thế nên dùng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Bạch Thế Tôn, như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng chân như mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Bạch Thế Tôn, như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng thánh đế khổ mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng thánh đế tập diệt đạo mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Bạch Thế Tôn, như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng bốn tịnh lự mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng bốn vô lượng, bốn định vô sắc mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Bạch Thế Tôn, như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng tám giải thoát mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Bạch Thế Tôn, như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng 4 niệm trụ, mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Bạch Thế Tôn, như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng pháp môn giải thoát không mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Bạch Thế Tôn, như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng 5 loại mắt mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thế nên dùng 6 phép thần thông mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Bạch Thế Tôn, như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thế nên dùng 10 lực Phật mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thế nên dùng 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Bạch Thế Tôn, như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng pháp không quên mất mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thì nên dùng tánh luôn luôn xả mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Bạch Thế Tôn, như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thế nên dùng trí nhất thiết mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy. Như như đại Bồ Tát gần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thế nên dùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mau chóng dạy bảo trao truyền cho đại Bồ Tát ấy.
Bạch Thế Tôn, Như Như Đại Bồ Tát cần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thế nên dùng tất cả pháp môn Đà La Ni mau chóng dạy bảo trao truyền cho Đại Bồ Tát ấy. Như Như Đại Bồ Tát cần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thế nên dùng tất cả pháp môn Tam Ma Địa mau chóng dạy bảo trao truyền cho Đại Bồ Tát ấy. Bạch Thế Tôn, Như Như Đại Bồ Tát cần đạt đến quả vị giác ngộ cao tột như thế, thế nên dùng y phục, đồ ăn uống, ngoạ cụ, thuốc men tốt nhất, tùy theo nhu cầu các thứ đồ dùng cúng dường nhiếp thọ Đại Bồ Tát ấy. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân năng dùng pháp thí, tài thí như thế cúng dường nhiếp thọ Đại Bồ Tát ấy, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy đạt được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghị này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về năm loại mắt, sáu phép thần thông này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát ấy nhờ đã nhiếp thọ sự dạy bảo trao truyền về tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì Đại Bồ Tát ấy lại nhờ đã nhiếp thọ y phục, đồ ăn uống, ngoạ cụ, thuốc men, các đồ dùng tùy theo nhu cầu này mà mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bảo trời Đế Thích: hay thay, này Kiều Thi Ca, chỉ ngươi mới có khả năng khuyên bảo khích lệ Đại Bồ Tát ấy, lại có khả năng nhiếp thọ Đại Bồ Tát ấy, cũng có khả năng hỗ trợ Đại Bồ Tát ấy. Người này đã là thánh đệ tử của Phật, đã làm việc nên làm. Tất cả các thánh đệ tử của Như Lai vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phương tiện khuyên bảo khích lệ Đại Bồ Tát ấy, khiến mau hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Dùng pháp thí, tài thí, nhiếp thọ hỗ trợ Đại Bồ Tát ấy, khiến mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì tất cả Như Lai, Thanh Văn, Độc Giác và các thắng sự trong thế gian đều do Đại Bồ Tát ấy mà được sanh ra.
Vì sao? Vì nếu không có Đại Bồ Tát phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột thì không có khả năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, cũng không có khả năng an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng không có khả năng an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác. Tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng không có khả năng an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo, cũng không có khả năng tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng không có khả năng tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng không có khả năng tu học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng không có khả năng tu học pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, cũng không có khả năng tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng không có khả năng tu học 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng không có khả năng tu học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng không có khả năng tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng không có khả năng tu học tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Nếu không có Đại Bồ Tát tu học an trụ các pháp như thế thì không có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu không có Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì không có khả năng an lập Bồ Tát, Thanh Văn, Độc Giác và các thắng sự trong thế gian. Này Kiều Thi Ca, vì do có Đại Bồ Tát phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột nên mới có khả năng tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, cũng lại có khả năng an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng lại có khả năng an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng lại có khả năng an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo, cũng lại có khả năng tu học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng lại có khả năng tu học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng lại có khả năng tu học bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng lại có khả năng tu học pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện, cũng lại có khả năng tu học năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng lại có khả năng tu học 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng lại có khả năng tu học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng lại có khả năng tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng lại có khả năng tu học tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì do có Đại Bồ Tát tu học an trụ các pháp như thế nên mới có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Do có Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột nên dứt trừ tất cả địa ngục, bàng sanh, quỷ giới trong thế gian, cũng có khả năng làm tổn giảm bè đảng A Tố Lạc, làm tăng thêm thiên chúng. Này Kiều Thi Ca, vì do có Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, nên mới có dòng dõi lớn Sát Đế Lợi, dòng dõi lớn Bà La Môn, dòng dõi lớn Trường Già, dòng dõi lớn Cư Sĩ xuất hiện ở thế gian. Do đó, lại có chúng trời Tứ Đại Vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đổ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quảng xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có trời, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện,
trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh xuất hiện ở thế gian, do đó lại có trời không vô biên xứ, trời thức vô biên xứ, trời vô sở hữu xứ, trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ xuất hiện ở thế gian, do đó lại có bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn,